Andrew Sarkhus là một trong những loài động vật thời tiền sử đáng kinh ngạc nhất thế giới. Hộp sọ dài gần 1 mét có răng cho thấy nó là một kẻ săn mồi khổng lồ. Nhưng thực tế là chúng ta không biết phần còn lại của cơ thể loài động vật có vú này trông như thế nào. Andrew Sarkhus được biết đến bởi một đầu lâu duy nhất. Tất cả những gì chúng ta biết về Andrew Sarkhus chỉ là một hộp sọ hình con sói, dài gần 1 mét, được phát hiện ở Mông Cổ vào năm 1923 trong khi hộp sọ rõ ràng thuộc về một số loại động vật có vú, có những dấu hiệu chẩn đoán rõ ràng mà các nhà cổ sinh vật học có thể phân biệt giữa xương bò sát và động vật có vú. Việc thiếu một bộ xương đi kèm đã dẫn đến gần một thế kỷ nhầm lẫn và tranh luận về loại động vật Andrew Trong những năm 1920, nhà cổ sinh vật học tài giỏi Roy Chapman Andrews được bảo trợ bởi Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ở New York đã bắt tay vào một loạt các cuộc thám hiểm săn tìm hóa thạch được công khai rộng rãi đến trung tâm châu Á. Sau khi phát hiện ra hóa thạch Andrew Sarkhus, cái tên Andrew Sarkhus đã được đặt để vinh danh ông. Một trong những điều đáng kinh ngạc về Andrew Sarkhus là nó sống ở thời điểm mà các loài động vật có vú mới bắt đầu đạt được kích thước khổng lồ ở kỳ Eocene, từ khoảng 45 đến 35 triệu năm trước. Kích thước của động vật ăn thịt này cho thấy rằng các loài động vật có vú có thể đã phát triển lớn hơn, nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta đã được nghi ngờ trước đây. Nếu suy rộng ra từ kích thước hộp sọ của nó, thật dễ dàng để đi đến kết luận rằng Andrewsarchus là loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất trên cạn từng sống. Andrewsarchus có thể nặng tới 2 tấn. Nhưng nhìn chung không phải là loài động vật có vú săn mồi lớn nhất, vinh dự đó thuộc về những con cá voi sát thủ thời tiền sử như Leviathan. Tuy nhiên, ước tính trọng lượng Andrew Sarkhus có thể giảm xuống đáng kể nếu người ta xem xét khả năng của các kế hoạch cơ thể, ít cồng cành hơn. Andrew Sarkhus sở hữu thân hình gì? Mặc dù chỉ có phần đầu hóa thạch, Andrew Sarkhus thật dễ dàng để hình dung động vật có vũ khổng lồ bởi cái đầu rất lớn, và có một cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp. Rất có thể Andrew Sarkhus đã có một cấu trúc tương đối đẹp là động vật bốn chân giống loài chó đốm hiện đại với đầu to quá khổ. Ngày nay, hầu hết các nhà cổ sinh vật học tin rằng Andrewsarchus là một loài động vật có vú có móng chẵn hoặc có ngón, sẽ xếp nó vào cùng một họ chung với những con lợn khổng lồ thời tiền sử như Entelezon. Tuy nhiên, một quan điểm bất đồng cho rằng Andrewsarchus trên thực tế là một con bạch mã, một phần của dòng tiến hóa bao gồm cả cá voi và hà mã hiện đại. Các nhà khoa học đã để kết luận rằng bộ hàm của Andrewsarchus vô cùng khỏe, có sức mạnh đến kinh ngạc nếu không sẽ không có lý do gì để nó tiến hóa với một hộp sọ dài và khổng lồ như vậy. Thật không may, do thiếu bằng chứng hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học vẫn chưa xác định được chính xác vết cắn của loài động vật có vú này mạnh đến mức nào nhưng chắc hẳn không kém khủng long bạo chúa T-Rex. Chế độ ăn của Andrew Sarkhus vẫn là một bí ẩn. Theo nghiên cứu với cấu trúc răng, cơ hàm và thực tế là hộp sọ duy nhất của nó được phát hiện dọc theo bờ biển. Một số nhà khoa học suy đoán rằng Andrew Sarkhus chủ yếu ăn động vật thân mềm có vỏ cứng và rùa. Tuy nhiên, chúng ta không biết mẫu vật đó trôi giặt trên bãi biển một cách tự nhiên hay tình cờ, và không có lý do gì để loại trừ khả năng Andrew Sarkhus là loài ăn tạp, có thể bổ sung chế độ ăn uống của nó bằng rong biển hoặc cá voi trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.